Hello chào các bạn nha. Mình báo nhanh một số món nha. Món này thì mình không rõ tại sao nó còn đây các bạn. Không hiểu luôn nha. Cho nên thì thôi thì đành bán lại nha. À đây món này nè. Cũng không phải là hàng bom nhưng mà cũng không phải là không biết tại sao. Còn cái này thì mình mua trên Facebook các bạn. Mình mua con này là 550k nè. Trên Facebook á. Cái IC này hàng mới chưa xài. Mình mod về 24. Con này 24 thì mình test nó ra là 6.900 vòng, cốt 15 ly. Thì bán cho anh khách các bạn. Cho anh khách anh mở ra thì thấy bên trong dây đồng nó quấn thiếu quá. Túm lại là mình xả nha, xả bỏ và không có chơi nữa. Mình mua của một anh trên Facebook á. Mình bán lại cặp này cho các bạn nha. Đó IC thì vẫn nguyên zin ha, vẫn chạy 24 cho tới 48 nha. Khách nào về cấp 3 dây đồng 3 pha. Đỏ thì 2 dây đỏ, đen thì 1 dây đen. Cấp nguồn là chạy, IC thì bao chạy. Còn motor thì 500 trắng nha, 500 trắng. Mình có mở một con hàng zin ra rồi. Thật ra con này mình có lâu lắm rồi nha. Mình mở hàng zin ra 500 trắng nè, 4 cực 4-500 chứ, không biết bao nhiêu cực nha. Đó, nhưng mà anh khách anh xài thì anh mở ra anh thấy thì nó thiếu dây đồng. Túm lại là mình xả lại nha, mình xả lại nha. À, mình xả lại 450k bao ship ha. Cái này thì vẫn quay bình thường, vẫn zin, nhưng mà dây đồng quấn thiếu thì khả năng nó không đạt được 500W nha. Tầm chắc 300-200W gì đó ha. Túm lại là cấp 24 có núm chỉnh tốc độ, đầu ra là 6.900 vòng. Thì mình cũng có làm cái clip test rồi các bạn. Đó, nó ra tầm 200W thôi. Và cây IC này là 350W nha. Xả cặp này là 450k bao ship, coi như mình thu về là 395k, ship 55k nha. Mình thu về là 390 mấy k, coi như đơn này lỗ ha, lỗ từ lỗ tới lỗ, và mình phải trả tiền lại cho anh khách nữa nha. Nói chung túm lại lâu lâu có đơn thì nha, bỏ ha. Ba con này thì không rõ tại sao còn ở đây nha. Hàng này mình hết rồi các bạn. Ba con này là đủ dây đủ sắt nha. Thì cái này thì mà chưa có lên đơn gì hết, nhưng mà không biết tại sao nó nằm đây. Nói chung là mình xả cho các bạn là 160k nha. Ba con bao ship 20W. Đã đấu sẵn một con rồi đó nha. Đó. Còn ba cái nguồn này thì không rõ tại sao mà có một anh khách mua mà tại sao bây giờ nó còn ở đây. Và đặc biệt hơn, rất là bất ngờ khi mà cái này nè. Cái này cỡ một hơn một năm rồi tại sao nó vẫn còn ở đây. Không hiểu nổi lý do. Cái này là cái tờ thủy lực các bạn. Nhưng mà bao nhiêu ký hay làm sao á thì mình không rõ nha. Đây là cái motor thủy lực nè. Một đầu vào một đầu ra nè, nó quay đúng không? Thì con này nè, ngày xưa mình nhớ mình bán cái này không có hàng để bán luôn nha. Đó, cái này thì tỷ lệ cỡ 1/40 các bạn, 1/40 á. Đầu này ra mặt bít nha, các bạn lắp rulo tời các kiểu. Cụm này để nhanh các bạn 1 triệu bao ship nha. Giá ngày xưa mình bán hình như là 1.2-1.3 rồi đó. Túm lại là 1 triệu nha, bao ship motor thủy lực ha, cộng với cái này. Bán như hình nha. Cái này thì bên bãi họ có hình như cũng tháo ống ra hay sao, nó còn rất là mới. Ngày xưa cũng có 2-3 bộ thôi, nhưng bán hết rồi. Để trong góc á. Các bạn thấy cái khu này nè, bây giờ mình dọn nó sạch bóng không? Để mình chuẩn bị cái máy cho nó chạy nha. Cho nên là cơ bản là 1 triệu bao ship nha, coi như xả lại, không bao gì cả nha. Mình bán mình nói trước nha. Mấy bữa nay rất là buồn về cái vụ chụp bô các bạn. Mình là người lớn hết nha. Ok, bây giờ mình làm luôn một cái clip liên quan tới chụp bô nha. Mình là không phải dân chụp bô các bạn. Nếu mà khách nào mà thường xuyên theo dõi á, sẽ thấy mình gần đây mới bán chụp bô thôi. Và mình cũng không biết là 2 lỗ 3 lỗ hồi dầu các kiểu làm sao à, mà và mình bán thì ngày xưa mình lấy á, mình không biết, thậm chí á, cái cánh lửa nó bị gãy mình cũng không biết nữa. Mình lấy về mình bán cho khách nha. Đó. Mà cuối cùng anh khách trả lại thì mình biết là cánh lửa phải còn. Và tiếp theo là cũng có một số khách là mình bán nó rơ nha. Và sau đó thì mình biết là phải lựa không rơ không lắc à. Quay êm và không rơ không lắc đó. Còn mình nói rõ luôn, bán không bao gì. Khách nào muốn lắp vô máy của mình nha, máy có chế độ dầu gì đó mình không biết, phải hỏi rõ nha. Người lớn không các bạn, nhận hàng cái bảo là ABCD nha, không nhận. Thà hỏi trước nha. Anh ơi, cái chụp bô của anh nó có mấy lỗ, chụp hình tôi coi. Mình chụp mình gửi vào cái rụp, cái đó gì đâu phức tạp các bạn.
nè, một lỗ, hai lỗ, ba lỗ, bốn hay lỗ hay gì nè mình không biết nha, không rõ, không phải chuyên môn. Nhưng mà sắp tới mình sẽ tìm hiểu kỹ về chụp bô nha. Đó, mình sẽ đọc những tài liệu trên Google. Chị Google là chị là người bạn rất là tuyệt vời nha. Cái gì hỏi cũng trả lời hết. Đó, nó vậy đó. Thì mình không rõ cái loại này là loại gì ha, cho nên mình cũng sẽ trang bị kiến thức cho bản thân mình. Nhưng mà trước mắt mình bán là không có gì nha. Lựa là cánh bên bãi mà, một cái như vậy mua cũng đã 400 mấy các bạn. Tiền ship cái này là 60 mấy k. Các bạn thấy 500 mấy chưa? À, và mình bán 650 thì lãi cũng được hơn 100. À, người lớn không nhận hàng la trời, nói không xài được ABCD, trong khi mình nói rất là rõ nha. À, nản ghê. Cái này cũng vậy nha. Mình cố gắng mình nói rất là rõ nha. Không bao gì. À, còn muốn quay, muốn hỏi gì thì cứ hỏi, nhưng mà mua rồi thì chấp nhận giùm. À, đó. Còn mấy anh shipper mình cũng sẽ complain lên hotline. Giao hàng không bấm hoàn thành, không nhận tiền, để đó cho khách vọc vạch đã, xong rồi giờ vách khách kêu tới nhà lấy trả lại. Theo nguyên tắc giao hàng, giao tại chỗ, đồng kiểm ok. Còn mà để đó không nhận hàng, qua hôm sau báo là khách nói không lấy này nọ thì mình sẽ xử lý hết nha. Tránh cho triệt để. Đó. Làm đâu cho ra đó, cũng làm không làm nửa vời. Một chụp bôi mà nói rõ là mình không biết nha. Đó. Có khách cứ nói mình biết, mình giấu cái gì giờ. Đó. Nản ghê. Nhưng mà ngược lại nha, cũng có rất là nhiều khách nha. Cái đó chỉ là những con sâu thôi các bạn. Còn những điều khách rất là gọi là biết điều, rất là dễ thương nha. Mình không rõ là họ có xài được hay không, mà cơ bản thì họ rất là nói chung họ chấp nhận nha. Ba cái nguồn này mình xả, lúc trước mình bán là 300 nha, bây giờ mình xả là 250k. Ba cái nguồn này giao đi thì tầm tầm 100k nha, cho nên mình thu về tầm tầm 150. Là ba nguồn này lỗ, lý do lỗ tại vì cái dòng điện của nó mình không có nhìn, nó vào 100 cho tới 120. Nếu mà cái này 100 cho tới 240 thì mấy con này giá cao. Tại vì nó là nguồn xịn ohm rong. Nguồn xịn nha. Ở TDK 48V 2A. Đó, cho nên là nguồn này rất là tốt. Đặc biệt lắp vô tủ điện á. Còn cái nguồn này thì khi mở ra bên trong nó sẽ có nhiều cái nguồn hình như 15V đôi hay sao á. Mình bán lại là 250k bao ship, xả bỏ, lỗ chấp nhận luôn. Đơn này lỗ chấp nhận luôn. Còn đơn này của khách nào nha, mua thì liên hệ lại giùm. Cục này là 250k. Cái còi 50k nữa là 300k. Để như vậy, nếu mà khách này không nhận thì mình xả lại cái bộ này 220k. Để nguyên như vậy, gói giao 220k bao ship. Đó, chấp nhận lỗ 220k, 250k, 450k chấp nhận lỗ nha. Cái IC đã hơn 200 rồi. 260 ở 160k, giảm 20k cho khách cà phê. Cái này hình như 1.1, 1.2 gì đó, giảm còn 1 triệu bán như hình. Hoạt động thì mình thấy mình quay như vậy nè. Ngày xưa mình cũng vậy đó, quay vậy nè. Đó, khách về tự nghiên cứu nha. Cái này lâu lắm rồi, hơn 1 năm để đây. Dầu nó chảy ra các bạn. Ướt hết nè, dầu. Nó cứ rỉ từ từ á. Dầu cũng đây nè. Còn cái này mình cũng không rõ ai mua luôn. Nhưng mà cái này thì chắc tạm thời mình để lại mình xài, mình vệ sinh sạch sẽ. Tại vì một số cái này cũng đang rất là cần. Các bạn thông cảm nha, cái này mình để lại nha. Ok, khách nào cần thì ủng hộ nha. Còn chụp bô thì sắp tới thì mình sẽ, thật ra là khách á, khách mua đúng cái loại á, rất là nhiều. Cho nên bản thân mình cũng sẽ trang bị kiến thức nha, để sẽ bán đúng loại cho khách nha. Để đem tới những sản phẩm hợp lý hơn cho khách nha, về là xài. Đó. Còn hiện tại thì còn ba cái mình bán không bao gì. Chụp bô, Hyundai. Các bạn xem giùm mình nha, cái này là máy lỗ. Không biết máy lỗ.
cái này là cái gì ta. Nói chung thì lên mạng coi, tối nay mình sẽ coi nha. 1 2 3 4 là lỗ này, hai lỗ này là hai lỗ gì các bạn, hai lỗ ốc, còn cái này là lỗ gì đó. Đó, các bạn thì mua. Còn cảm thấy muốn hỏi cái gì để về ráp cho đúng cái máy của mình thì hỏi, còn chấp nhận mua rồi thì chấp nhận chịu. Không ai con đít cả nha, chán ghê.